Rồi, chào mừng anh chị trở lại với kênh Tâm Đất Xe Cò. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một dòng xe MTB của Sava luôn. Thì hôm trước á, em có lên con Sava Death thì nhiều anh chị là hỏi có dòng MTB nào của Sava mà giá dưới 10 triệu không. Thì đây, trước mặt anh chị là mẫu Sava K380. Thì em xin báo giá luôn. Con này giá là gốc là 9 triệu 500 nha anh chị. Hiện tại bên em đang giảm chỉ còn 9 triệu thôi. Còn cái cấu hình nó trong cái tầm giá này nó có gì thì mọi người cùng em vô sau video này. Thì đầu tiên á, về cái thiết kế tổng quát thì cái con xe này cũng rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp. Thì con này nó sẽ có 3 phiên bản màu cho anh chị, là màu đen đỏ nè, rồi màu đen vàng, màu đen xanh. Còn về chất liệu á, thì con này đang sở hữu là khung nhôm đó. Còn về một phần mới hàng thì Sava đã xử lý hết nha anh chị, dây cũng được đi âm luôn, nên là cái phần khung của Sava cũng rất là gọn. Thì con này đang là size 17 nè, tuy là size 17 nhưng mà em thấy con này trên 1m6 là anh chị có thể đi được, tới 1m75 thì vẫn rất là ok nha anh chị. Anh chị có thể tùy chỉnh đó, nếu mà anh chị hạ hết yên á thì 1m6 sẽ đi được dư sức luôn. Còn anh chị nào mà cao hơn thì có thể kéo cái yên lên. Còn về phần khung nó cũng sẽ cho anh chị hai con ốc để anh chị bắt bình nướng nè, gọng nướng nè, nên cũng rất là tiện. Còn trên đây á, thì Sava K380 trang bị bô tan ghi đông nhôm. Thì cái phần ghi đông thì cũng rất là thoải mái nha anh chị đó, và cảm giác cầm nắm cũng rất là thoải mái. Còn cái phần tay nắm á, thì cũng sẽ có cái gù để cho anh chị sẽ không bị đau cái lòng bàn tay của mình nè. Rồi tiếp tục trên đây thì Sava K380 trang bị một cặp tay bấm xạo của Shimano Altech đó. Với cái tầm giá này thì em thấy cái cấu hình cũng tương đối là ok nha anh chị, cũng rất là ok. Còn cái phần thắng á, thì sẽ là trang bị tay thắng dầu của Shimano MT200. Thì với cái tầm giá này mà trang bị ngầm thắng dầu của Shimano MT200 phải nói rất là ngon nha anh chị. Còn dưới đây thì Sava K380 trang bị là phục này là phục dầu. Phục dầu có khóa ABS thì anh chị có thể tùy chỉnh là nặng nhẹ theo cái mức độ mà mình đi trên cái địa hình của mình. Như là anh chị đi trên cái đường đẹp thì anh chị có thể khóa phục lại luôn. Đó, đi sẽ không bị tốn sức, sẽ giữ được cái tốc độ. Còn mà anh chị đi cái địa hình nhẹ thì anh chị có thể tùy chỉnh ở mức giữa. Đó, nó sẽ sốc nhẹ thôi. Còn anh chị nào mà đi cái địa hình mà nặng luôn á thì có thể mở phục ra hết luôn. Đó, để đi có thể cảm giác nó im hơn. Còn xuống dưới đây thì Sava K380 trang bị bản yên da. Thì cái yên này cũng rất là im nha anh chị. Đó, còn về cái cọc yên này, cọc yên nhôm luôn nè. Đó, anh chị có thể tăng chỉnh thoải mái. Rồi, tiếp tục xuống dưới đây thì Sava K380 cũng trang bị là đĩa và con heo của Shimano MT200 luôn. Thì cảm giác bóp của tay thắng Shimano MT200 phải nói rất là nhẹ luôn anh chị, rất là nhẹ. Anh chị chỉ cần bóp nhẹ thôi mà cái hiệu năng của cái thắng này mang lại cũng rất là tốt. Còn dưới đây á, thì Sava K380 trang bị vành nhôm của Cotu luôn nè. Còn lớp á, là lớp của CST, thông số là 27.5 x 1.95. Đó, một cái thông số mà anh chị có thể mang đi đường phố hoặc mang đi địa hình đều rất là ok nha anh chị. Còn về cái mặt vỏ gai rất là nhiều, nên là về cái độ bám đường thì cái con này đáp ứng cũng rất là tốt. Còn vô sâu hơn á thì Sava K380 trang bị dò dỉ trục gỏng của Google. Thì cái này là thông số là 3 dĩa anh chị, 3 dĩa 9 lít. Đó, Altech thì là 9 lít. Còn cái phần gạt đĩa này nè là của Shimano Altech luôn. Đây, cái cột đề này cũng là Shimano Altech. Dò dĩa thì là dò dỉ trục gỏng nha anh chị. Dò dỉ trục gỏng thì nó sẽ giúp xe của mình nhẹ hơn. Còn về phần lip á thì con này trang bị là lip của Suget. Còn sên này sên của KMC. Hầu như là các mẫu của Sava em thấy trang bị sên của KMC rất là nhiều. Còn bây giờ em sẽ quay thử cái độ chớn của một con xe địa hình 9 triệu của Sava nha anh chị. Đó, xe địa hình nhưng mà độ chớn cũng rất là ok nha anh chị. Rồi, thì em xin tổng kết lại thì con này giá 9 triệu 500 ngàn, đang giảm chỉ còn 9 triệu thôi. Thì con này với 9 triệu ta có cái khung nhôm của Sava nè, đó, khung nhôm không mối hàng, rồi dây đi âm. Còn về cấu hình thì con này trang bị là cấu hình của Shimano Altech. Đó, còn phanh thì phanh đĩa dầu của Shimano MT200. Còn về phần phục á, thì con này trang bị phục dầu. Thì với cái tầm giá 9 triệu này em thấy cái cấu hình con này rất là ok nha anh chị. Về cái thương hiệu Sava thì mình cũng rất là yên tâm khi mình chạy trên con xe này. Thì giá là 9 triệu nên là anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại em để bên dưới. Em mong video này sẽ giúp ích được cho anh chị phần nào trong việc chọn xe, tìm được một con xe phù hợp với nhu cầu của mình. Còn bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Tạm biệt anh chị.